Xôn xao clip Hứa Minh Đạt trù ẻo khán giả đầy phản cảm, cộng đồng mạng phẫn nộ ném đá, bà Hằng chửi quá đúng. Trong vài ngày gần đây, cuộc đại chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng và nhiều nghệ sĩ showbiz đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Sau khi bóc trần sự thật về mối quan hệ giữa Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên, bà Hằng còn không ngần ngại chỉ trích nhiều nghệ sĩ miền Nam với những từ gay gắt như đám núp lùm, đám chó hùa, đám giang hồ khi một số người nổi tiếng lên tiếng bênh vực Hoài Linh. Hiện tại, một số nghệ sĩ lên tiếng bênh vực Hoài Linh hay có động thái đá xéo bà Hằng đang nhận được về sự chỉ trích của đông đảo khán giả. Hứa Minh Đạt là một trong số đàn em thân thiết của Hoài Linh đã lên tiếng bênh vực đàn anh. Ngay lập tức, những động thái của ông xã Lâm Vĩ Dạ ngay lập tức nhận về sự chú ý đặc biệt của dư dân mạng. Theo đó, một clip đăng tải vào tháng trước của Hứa Minh Đạt trên trang cá nhân TikTok bất ngờ bị đào mộ. Cụ thể, đăng tải một video có nội dung chúc mọi người một ngày mới an lành thì nam diễn viên lại có những câu nói như trù ẻo mọi người. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mình xin chúc các bạn ra đường không bị đụng xe, không bị co giật, không bị giật đồ, không bị đánh ghen và an toàn mạng sống về nhà nghe chưa? Nhiều cư dân mạng xem xong đoạn clip này đã vô cùng bức xúc khi không thể tin rằng nam nghệ sĩ có thể mang chuyện mạng sống để làm trò mua vui, thiếu đi sự tôn trọng của khán giả. Thậm chí có một hot TikTok còn chỉ trích thẳng mặt clip của Hứa Minh Đạt. Thực sự em đang không biết anh đang có suy nghĩ gì và anh đang làm cái clip này. Anh có thù hằn gì với ai hay không, nhưng em thật sự cảm giác nó không vào tai. Anh nên nghĩ lại lời ăn tiếng nói. Ngay lập tức, nhiều người thể hiện sự đồng tình với TikToker nói trên và cho rằng nhận xét của bà Hằng về giới nghệ sĩ quả là rất đúng với trường hợp của Hứa Minh Đạt. Hàng loạt bình luận chỉ trích về hành động thiếu tôn trọng khán giả của Hứa Minh Đạt, ai nấy đều khó có thể tin được rằng một người nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện trên truyền hình lại có thể phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy. Định dọa ai đấy? Nên nhớ, cộng đồng nuôi nghệ sĩ. Đây là lời chúc của một nghệ sĩ đó sao? Thật sự thất vọng, chị Hằng chửi đâu có sai. Cái đám nghệ sĩ cô Hằng nói không sai. Không lẽ Đạt chứng minh là cô Hằng nói không sai hả ta? Thể loại này là nghệ sĩ gì trời?